Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có văn bản kiến nghị chính phủ một số giải pháp tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, đang gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Theo đó, lãnh đạo Bộ đề xuất Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì làm việc với cảng Cát Lái nói riêng và các cảng biển lớn khác trên cả nước nói chung để nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng, rà soát và làm việc cụ thể với từng chủ hàng có hàng tồn tại cảng để đưa ra phương án thống nhất tháo gỡ vướng mắc sớm nhận hàng. Đồng thời, các cảng chủ động điều chỉnh xếp container từng khu vực để tăng khả năng tiếp nhận hàng nhập khẩu, điều chỉnh thời gian tiếp nhận container hàng xuất phù hợp. Bộ Công Thương đề xuất điều tiết lượng hàng nhập về cảng Cát Lái, tạm thời ngưng chuyển container hàng nhập từ các cảng khu vực Cái Mép, Hiệp Phước về Cát Lái, mà các chủ hàng cần nhận trực tiếp ở khu vực Cái Mép hoặc Hiệp Phước, các cảng khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi đơn vị của mình.